Cơ sở Mật ong An Thịnh này xin được chào toàn thể các bác. Thì cái lời đầu tiên ở cái video của ngày hôm nay là ngày 15 tháng 11 của năm 2020, thì cơ sở bên em xin được gửi một lời cảm ơn cũng như là tri ân đến cho tất cả các bác là khách hàng trong cái video của ngày hôm nay, với rất nhiều những cái sản phẩm phục vụ cho cái việc làm chúa của các bác. Thì những cái sản phẩm này thì em bán với cái gọi là tri ân cho các bác là khách hàng quen thuộc bên nhà em, cũng như là các bác mới vào kênh đăng ký kênh ủng hộ kênh của em. Thì em xin giới thiệu luôn về cái giá nhé, nó rất rẻ thôi. Đấy, đã gọi là bán tri ân mà. Thì cái kim di trùng này để các bác làm chúa ấy, thì bên em bán là 10.000 này một cái. Cái để đúc nụ chúa này hay gọi quản chúa này cũng 10.000 này. Đấy, máng này cũng là 10.000, máng có hai loại các bác nhé. Đây máng này. Đấy. Các bác nhớ giúp em là video của ngày hôm nay là ngày 15 tháng 11 nhá. Cái chương trình này em sẽ áp dụng trong tháng 11 thôi. Đây là các bác cập nhật được video mua hàng ủng hộ bên em thì liên hệ nhá. Thế còn đây là sách kỹ thuật nuôi ong. Sách kỹ thuật nuôi ong thì giá bìa 70.000. Đấy, các bác mua thì là 70.000. Còn nếu không thì các bác muốn được tặng ấy, thì các bác mua đơn hàng trị giá trên 1 triệu thì bên em tặng các bác cuốn sách như này về các bác tham khảo rất nhiều kỹ thuật ở trong này theo cái tài liệu này. Và đây là tên của em, và đây là tên tác giả cũng là chủ biên là thầy Ngô Đắc Thắng, với rất nhiều những cái tài liệu hay ở trong này, những cái kỹ thuật cơ bản nhất. Các bác mà thực sự đam mê về con ong thì em khuyên thật sự là với rất nhiều năm nghiên cứu thì tác giả mới nghiên cứu được ra những cái tài liệu cơ bản ở trong đây, và bây giờ ấy thì nó được biên tập trở thành một cuốn sách với rất nhiều những cái nội dung mà bám sát thực tế của cái thời kỳ nuôi ong hiện đại như bây giờ chúng ta đang nuôi ấy, thì rất nhiều những cái kỹ thuật ở trong này. Đấy, cụ thể thì các bác cứ mua sản phẩm thì cũng đã được bên em tặng rồi. Đấy, thứ hai là các bác mà chưa mua sản phẩm bên em thì mua cái cuốn sách này về cũng được, giá bìa 70.000 cộng với tiền cước 30.000. Cuốn sách này là trị giá 100 các bác nhé. Còn nếu mà không thì các bác cứ mua hàng thì em sẽ tặng luôn. Còn đây là cái cầu này cũng làm 10.000. Đây là cái cầu tạo chúa. Thì cơ bản là cái này nó, cái đây là cái thang cầu, thì các bác đúc vào đây để cho lên là nó phải xoay được như này. Khi mà làm chúa thì các bác để như này, khi mà di trùng xong thì các bác lại xoay trở lại như này. Đấy, cho nên là cái này nó phải xoay này, đóng đinh vào đây và là đinh xoay các bác nhé. Đây là cầu tạo chúa cũng là 10.000. Đấy, một cái video với rất nhiều cái chế độ ưu đãi cũng như là giảm giá cho các bác trong cái chương trình tri ân cho khách hàng của tháng 11 bên cơ sở nhà em. Em xin nhắc lại nhé, đây là cái sản phẩm mang ý nghĩa hỗ trợ và tri ân cho các bác là khách hàng quen cũng như các bác mới vào kênh, thì các bác đăng ký ủng hộ kênh của em với rất nhiều những cái vật tư hiện đang ở cơ sở nhà em đang kinh doanh. Thì đây là cái thuốc hỗ trợ phục hồi ong, khi mà gọi là vitamin ý, gọi là thuốc bổ dành cho ong khi mà các bác đi mới đánh mật về này, hoặc là những cái đàn ong đang cần phát triển nhanh để nhân đàn nhân giống ý, thì ăn hỗ trợ ăn cái này. Còn đây là cái bên này là cái hướng dẫn sử dụng. Cái gói này em lấy ở ngoài kho, cái này thì nó bị hơi bị lỗi một tí, cái gói này là phải bỏ được các bác này, hơi bị rách này, mà em vừa lấy ở ngoài nhặt cùng những cái phụ kiện này vào thì nó bị đây, nó rách một tí, thì cái này bên em sẽ bỏ. Tại vì sao ạ? Tại vì là bên nhà em bán hàng ấy, khi mà hàng đến thì các bác đều được quyền kiểm tra, kể cả là đắt hay rẻ hay là bất kỳ một trường hợp nào thì em đều tư vấn cho khách hàng nhà em là hãy mở hàng ra kiểm tra các bác nhé, kiểm tra trước khi thanh toán tiền. Đấy, nếu mà hàng nó không đúng chất lượng hoặc là các bác khiếu lại bất kỳ điều gì thì bên em sẽ hỗ trợ trực tiếp tại thời điểm các bác nhận hàng ấy, là các bác alo trực tiếp bên em giải quyết nhanh gọn luôn cái đơn hàng đó. Đấy, nhiều khi các bác cứ nhận hàng về rồi cứ khiếu lại bên em thiếu hàng rồi nó không đúng chất lượng thì lúc đấy nó rất là khó là như này, thì mình không trả lại được hàng, thì khi không trả lại được hàng là bưu tá người ta đi rồi. Đấy, nếu mà các bác mở ngay lúc mà bưu tá phát hàng ấy mà nó sai, các bác từ chối nhận hàng bên em, được chưa? Thế bây giờ mà lại phải ra bưu cục gửi lại bên em rất là mất thời gian, trong khi đó thì nó cũng không đáng là bao nhiêu cả, nhiều khi nó chỉ là không, sản phẩm nó không đúng chất lượng thôi, hoặc là nó không đúng tiêu chí mà em giới thiệu thôi. Ok luôn. Đây là những cái sản phẩm khác này, áo liền mũ này, và đây là mũ cao bồi 150, mũ thường là 40,
rất là rẻ. Và với một cái đơn vị mà nhà em thì chuyên cung ứng về tất cả những cái vật tư cho ngành nuôi ong, thì những cái gì em giới thiệu ở đây nó chỉ là một cái phần nhỏ trong những cái vật tư thôi. Đấy, còn các bác có nhu cầu mua nhiều hơn những vật tư thì có thể bấm vào kênh tham khảo rất nhiều những cái vật tư nhà em đang kinh doanh, cũng như là những cái tham khảo về kỹ thuật. Thế còn để trao đổi về kỹ thuật thì rất là mong các bác mua hàng để được bên em hỗ trợ cuốn sách này nhé. Em xin được nói qua về cách đặt hàng trước khi mà kết thúc cái video của ngày hôm nay. Đó là các bác đặt hàng thì hãy alo trực tiếp cho bên em nhé. Hoặc là để lại số điện thoại ở phía phần bình luận, bên em sẽ điện lại tư vấn cho các bác kỹ hơn. Bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những cái video của ngày mai.